Chào mừng ông Hideki Umura sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực, nỗ lực cùng với Nhật Bản để phát triển quan hệ hai nước thực sự là đối tác chiến lược bền vững, lâu dài của nhau. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Việt Nam và gần như tất cả các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam là thành công. Chủ các doanh nghiệp của Nhật Bản có quan hệ tốt đẹp với người lao động của Việt Nam. Đồng thời Nhật Bản cũng là một trong những bạn hàng thương mại lớn của Việt Nam. Đặc biệt từ nhiều năm nay, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tỉnh Aichi phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam trong triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Aichi tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa Aichi với các địa phương của Việt Nam. Ông Hideki Umura cho biết, các doanh nghiệp của tỉnh Aichi luôn quan tâm tới các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hiện có trên 100 doanh nghiệp của tỉnh Aichi đã sang hợp tác đầu tư tại Việt Nam và còn rất nhiều doanh nghiệp khác của Aichi mong muốn được sang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Ông Hideki Umura mong muốn chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Aichi nói riêng và các doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung sang hợp tác làm ăn hiệu quả lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, ông Hideki Umura khẳng định sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục, y tế, du lịch giữa tỉnh Aichi và các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới, tạo các điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên của Việt Nam sang học tập tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ngày 18 tháng 4, đoàn đại biểu của tỉnh Aichi do tỉnh trưởng Hideki Omura dẫn đầu đã có chuyến thăm công ty Rinnai Việt Nam tại khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, đoàn đã đi thăm dây chuyền sản xuất, làm việc với lãnh đạo công ty. Ông Omura đánh giá cao những đóng góp của Rinnai cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời coi Rinnai như một ví dụ sinh động của việc giao lưu, hợp tác kinh tế Nhật-Việt. Ông Omura cũng kêu gọi các doanh nghiệp đi trong đoàn coi thành công của Rinnai làm ví dụ điển hình để học hỏi kinh nghiệm trước khi tiến hành xúc tiến đầu tư vào Việt Nam. Tại Việt Nam, thương hiệu Rinnai đã góp mặt từ lâu và luôn được người tiêu dùng tín nhiệm. Hiện Rinnai giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm dùng trong gia đình và không gian bếp đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao. Các sản phẩm của Rinnai không chỉ đảm bảo an toàn mà còn hướng tới mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường.